Ơi, tới chỗ Ina thức kìa nè. Ina vừa tới cổng núi khỉ nè cả nhà. Đây nè cả nhà, mình đi cái chỗ này. Đó, nó tên là núi khỉ Montagne du Singe. Mình mua vé của cái chỗ làm cho nên là ba người thì 20 đồng gửi. Nếu mà tới đây tự mua thì mắc hơn nha cả nhà. Còn vé mình cho nhân viên á, mình được rẻ tiền hơn. Đó, bây giờ tới là mới vừa vô cổng đây. Kìa, đi nè. Chào cả nhà, tới núi khỉ rồi cả nhà ơi. Quay cho cả nhà coi cái núi này rất là đẹp luôn nè. Cây mát quá trời, mình sợ nắng, mình đợi nón bây giờ mát quá cả nhà. Bây giờ lỡ rồi nón đem vô đây luôn chứ bỏ đi được đâu giờ. Nina đòi đi hôm nay cho nên là bữa nay mới tranh thủ nay trời nắng đẹp mà mới dẫn đi được nè cả nhà. Kìa kìa, quay đi kìa, nó đi coi núi khỉ nha, sắp sửa tới khỉ nè nha. Hôm nay có rất là nhiều khỉ, người ta dặn mình phải đừng có cho nó ăn rồi phải đứng xa nó một chút xíu. Kìa kìa, quá trời khỉ, có khỉ. Trời ơi, cái con bé bé kìa. Ừ, bé bé nhỏ xíu xíu luôn. Tao quay gần lại cho thấy con bé bé nha, đâu rồi đâu rồi. À, trên lưng. Ê, nó trên lưng. Rồi nó thả xuống rồi. À, nó dưới bụng. Ừ, nó mang dưới bụng. Trời ơi, dễ thương sợ luôn. Cả nhà, hôm nay người ta đi đông. Ồ, cái bé bé dễ thương quá. Ồ, gác. Trời ơi, nó ẵm cái bé bé chạy. Ồ, nó gính bé bé nó chạy. Nó gính bé bé nó chạy thôi. Đâu rồi, nó chạy mất tiêu rồi. Kìa nó nó ginh con nó chạy tiêu rồi. Rồi nè, đây có con thằng nằm đây. Này chú Sên đây một mình đây. Ở đây có một mình đây, không có bạn bè gì chứ. Ôm nhau kìa. Ui, cái thằng ôm nhau kìa. Đó, đó, thấy không, mình có bê bê kế bên luôn. Còn con kia thì đang gãi. Con này thì đang đang ngồi suy tư gì đây không biết, nó đang ngủ à. Rồi đằng đằng kia kìa, ba bốn con đang nằm đang ngủ kìa. Ở đây nữa quá chừng luôn, không cho tới gần phải không? Nó ừ. Nó giữ con đó, khôn ha, khôn ghê. Ina thấy con bê khỉ không, thấy chưa? Ina mê quá trời luôn. Đó, coi kìa. Cái con khỉ con nó chạy theo con khỉ mẹ. Ôi trời ơi, mignon cái kìa, dễ thương không? Ba với mẹ nó ôm nó kìa. Ôm nó chính giữa rồi. Thấy chưa? Nó ôm cái con ở chính giữa rồi đó. Ừ, cái con đó, nó ôm cái con ở chính giữa rồi. Ủa, nó đang hung nhau hả? Vậy đi. Muốn không? Nó quậy cái phòng con. Nó quậy cái phòng con không muốn hả? Ina nói Ina không muốn, Ina sợ nó quậy cái phòng của Ina. Nó dậy với mẹ ở trên, phòng ở trên. Thẳng trên nó dậy hả? Rồi ok. Ừ, kìa con nó giỡn kìa, nay con nó giỡn kìa. Nay con nó giỡn kìa. Nó nhột, nó giỡn kìa. Thấy không? Ừ, đó đằng kia nữa kìa, đang ngủ. Nó đang ngủ nữa. Nó đang ngủ nữa hả con? Trời ơi, Na mê rồi, Na nói nó đang ngủ nữa. Ờ, đằng kia nó đang giỡn. Nó đang giỡn á. Con này thì đây đang ngủ, đang chơi. Đang đủ thứ trò hết. Nó đang làm gì kìa? Nó đang bắt chí nè. Con khỉ nó đang bắt chí. Trời ơi, nó đang bắt chí nè cả nhà. Trên kia thì hai con bự nó có một em bé, nó đang mang một em bé. Đang mang một em bé. Con này thì đang bắt chí. Trời ơi, nó đang mắc chí mắc cười không? Hai con này đang ôm nhau nữa nè, có đang có một bê ngay chính giữa nữa đó. Nó đang ôm nhau nữa nè. Trời ơi.
Maxime, ça, je suis pas d'accord. Regarde, eux non plus. Hein. Bébé, tu te regardes là. Bébé, con khỉ con. Et en Afrique du Nord, les magots sauvages mangent la mousse. Ils savent très bien attraper sans se faire piquer. Ta đàn bồ mình đã thấy không? La plupart du temps, on associe les singes aux pieds chauds. Mais le magot, lui, fait partie des exceptions. Là, thấy nàng không? Lors de la nuit, au profit d'un poil plus court pour l'été. L'autre adaptation au climat concerne les naissances. Đúng rồi, con khỉ bự bên kia nữa. Nhìn nàng là vâng. Mẹ thấy rồi. Đây nè, mình leo trên cao, mình thấy ở dưới là người ta đang nói chuyện, đang giới thiệu về mấy con khỉ ở dưới hồi nãy ha. Nãy mình ở dưới đó, giờ lên trên cao rồi. Thấy không? Đó, cái lâu đài đó. Quý từ từ. Đây nè. Đây nè, thằng coi khỉ nè. Đó. Quý mẹ thấy rồi con. Thương thấy nè. Bê bê hả? À Quý con kia cũng đâu phải bê bê đâu, bự. À xí xí đúng rồi, nó mang một bê bê. Đang cõng một bê bê. Xíu mình sẽ lên Sato đó cho cả nhà. Mình sẽ làm một clip về cái Sato đó luôn, cái lâu đài đó luôn. Đó. Thấy không? Thấy phong tan không? Thấy Sato bên đó không? Chúc mình qua nha. Quay mình đi coi núi khỉ xong rồi chúc mình qua, mình coi khỉ xong rồi mình đi đó. Rồi mình đi vòng hướng bên kia. Ngồi mắc cười không? Cái con này nè đi. Phán, đợi mẹ cái. Cho nó ngồi nè, cái này khỉ già rồi. Đây chắc này chỗ này không có người, phải có người mình hỏi thử khỉ này nhiêu tuổi hay đi. Đi đi. Không có người, có người mình hỏi thử. Trời nó mỏi lưng, nó đấm lưng nữa kìa. Con nó mỏi lưng á, nó đấm lưng nghe đi đi. Nó mỏi lưng, nó đấm lưng. Rồi bé lần đầu tiên bé biết con khỉ mà đang nó la hết như vậy. Ô đánh lộn, nó đánh lộn. Đừng bị nó đánh lộn. Nó đánh lộn. Rồi nó đánh lộn kìa. Ô là là. Ôi ôi. Ôi ôi nó cắn lộn. Ôi ôi u là là. Ôi ôi. U là là. Trời dữ ghê không, coi đánh lộn, cắn lộn, đánh lộn, chưa yên nữa. Nãy giờ chưa yên, làm quá trời luôn. Ôi ôi kìa. Con nào ấy thì chạy lên trên trốn, con nào yếu thì chạy trốn. Ok ok. Ôi ôi ok, nó đánh lộn. Ôi ôi nó gượt. Thằng này thằng này nó đứng đây, nó thon kiên. Thằng này đứng đây một mình đây à, không đụng đã chạy tới ai hết. Mày hiền nè. Con này hiền phải không? Con này ngồi chỗ nãy giờ phải không? Mấy kia đánh lộn, trên kia đánh thì em này em hiền. Cái đã không? Mấy ốm này là con đực nè, còn mấy mập mập là con cái. Nãy nhỏ kia nó nói con cái nó mập hơn cái này con đực nè. Trời, cái ổng ngồi thấy gầu không? Ê đi, cái nó ngồi thấy gầu đi. Ngồi giống kiểu hết tiền luôn. Cái ổng ngồi thấy gầu quý sợ không? Kìa. Cười quá, nhìn mấy con khỉ ngồi mắc cười quá. Bà Lina kêu. Cú cú. Con với tôi à?
Thấy ngồi mắc cười không? Thằng kia ngồi mới thấy thảm nữa. Kìa đằng kia đang đi hai con tới kìa. Kìa nó hai nó đang tới mình kìa nè. Nè. Này ba chiếc ra ba án ba. Nè. Sát bên nè. Cái con làm được. Thôi, nó giật điện thoại á. Để mẹ cầm chứ. Mình không có đứng gần nó giật điện thoại mình đó con. Cái này già hả ba? Chị già. Đây nè, con nó hứa nó gãi mắt cười không? Con lại đứng ngay đấy cho cô mẹ quay cho thấy luôn. Không nó, nó mới cắn đâu. Mấy nào kìa, coi bạn kìa, bạn ngồi kế bên kìa, đâu sao đâu. Đây nè, lúc đầu sợ, giờ hết sợ rồi. À, con đến mẹ phim photo nha. Nhìn mẹ cười. Đang ngồi dễ thương. Ngồi dễ thương quá chị. Bên kia nữa kìa, nhóc bên kia luôn. Đi. Nên đi đâu? Về thì đang lên dốc. Rừng có nhiều cây thông. Thông để đi làm sapang Noel. Thông Noel á, là chân trong nhà cho thơm á. Có nhiều thiệt là nhiều luôn nè, bên kia nhỏ 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 hết luôn. Con đang ngủ, con kia đang bắt dí kìa. Con kia đang ôm nhau làm gì thằng quay xe này cho ba quay lại đi hết. Đang ôm gốc cây nó ngủ à. Ừ. Giữa gốc cây nó ngủ. Chị này bắt dí này nè, thấy không? Kìa thấy không? Nó đang bắt dí kìa. Dí nhà con lắm. Con này đang ngủ ngon rồi, con này đang ôm gốc cây ngủ mắc cười. Con thấy không? Ôm gốc cây ngủ mắc cười. Của nó đang thất tình. Thiếu người yêu. Trời ơi, quá trời, ở đây người yêu quá trời luôn. Vậy mà đâu phải được nó đâu. Phải. Tại sao? Bởi quý tại vì con nào mạnh là nó đang ngủ hay đi. Con này đang ngủ hả? Con bé có kỳ nằm xuống. Ừ. Ina kìa, con khỉ con đặng kìa. Khỉ con đang nhảy nhảy đặng đó kìa. Đó, đang nhảy nhảy đó, thấy không? Không thấy à? Đằng kia, đó, nó đang bò đó, con khỉ mẹ đang bắt chí cho con khỉ kia. Ba Lina nói nó thất tình. Cái kìa, nó ôm gốc cây kìa. Trời ơi, nó ôm gốc cây mắc cười không? Rừng mát lắm cả nhà, quá trời mát luôn. Mình sợ nắng, mình đem nón nhưng mà thật sự không cần nón đâu. Đó, đi vòng vòng leo lên trên đây, trời nó mát quá trời. Đi ná từ từ để mẹ thấy con. Nhìn qua nhìn lại chỗ nào cũng có khỉ hết trơn. Uy. Con này con đang ngồi mắc cười. Đang ngồi đang sướng rồi đó. Ừ. Uy đánh võ hồi nãy mình coi rồi á. Nãy nó đánh võ quá trời á con. Hử? Con này ngủ đã luôn á, con nó ôm gốc cây ngủ thì sớm vậy. Gắn điện hay gì thì không cho nó lên tèo. Ừ, em cũng có nói anh cái cây mình nhìn thấy nó có nè, có dây điện phải không? Cây á. Không cho nó tèo lên tỉnh. Tại sao vậy ta?
ví dụ người ta vi dính lên mà nó lại lên kia làm gì, đúng không? Nhưng mà có mấy cây nhỏ lên này, không anh hỏi thằng này thử phải không? S'il vous plaît. J'ai vu sur les arcs, il y a ça, c'est quoi? Alors ça c'est un dispositif qui permet aux singes, enfin ça permet de dissuader les singes d'aller sur ces arbres-là en particulier. En fait c'est pour essayer de dissuader les singes d'aller dans, dans les arbres parce qu'ils mangent sinon les feuilles et les bourgeons. Et en fait sinon ça, ça permet après d'avoir... Na vui không? Đi chơi vui không? Dạ mẹ. Thích không? Thích không con? Dạ. Người ta ấy mấy cái cây đó để cho nó đừng có leo lên nó ăn lá rồi này kia để người ta bảo vệ môi trường. Người ta bảo vệ môi trường. Chứ anh nói không cho leo lên để không có cho mình thấy là bậy, không phải. Để tại nó lên ăn lá phải không? Quy ăn lá với ăn cái đọt rồi đó. Cuộc rồi. Thì là người học cây mấy cây không có tốt, không bảo vệ môi trường cho nên là người ta phải làm mấy cái vòng vậy cho nó đừng có leo lên. Tại vì nó sẽ leo lên nó ăn cái đó thì không có ấy được nữa. Cái rừng nó bị vô hủy diệt. Đó cho nên ta bảo vệ cái rừng này. Để mình không bắt, mình hỏi thì tụi diễn viên á, tụi nó nói thôi. Nhân viên á, nó nói thôi. Giải thích mình tại sao vậy? Nha. Nè mày phá giá trời nè mày. Mấy cái này là cây mâm xôi nè, mâm xôi dại nè. Mâm xôi dại nè, mà trái chưa chín, cái này chín chắc khỉ ăn không đi. Nè, bên đây nè. Trái xong hết luôn nè anh. Mấy này chín chắc mấy khỉ ăn hết anh ha. Vâng. Bắt bắt. Thì nó đang ôm nhau. Đang ôm nhau. Hai con đang ôm nhau. Ta lại cho ăn. Nhân viên ở đây lại cho nó ăn. Nó ôm nhau. Có con nữa. Nhân viên liền cho nó ăn. Nó đang cho ăn. Nè thấy không? Ăn liền rau củ. Dành ăn. Bơm, bông cải, bắp cải, gì cả đó, đủ thứ. Cho đi, đi bắt nó. Rồi. Rồi, Vinh đừng có bắp cải chạy. Con kia ăn chuối vậy nè, thấy không? Con kia con nhỏ kia ăn chuối. Nhỏ kia nó ăn chuối chạy luôn. Con này được cái bông cải nè, ăn cái bông cải nè. Thằng kia ôm một trái. Rồi. Cho nó ăn. Đó, đứa gình miếng. Đi lấy xô mòn. Nó đi. Ở đây có mấy con khỉ nó đang biểu diễn dưới nước nè. Elina chạy lại anh ba nó. Trời. Ina thấy không Ina? Cầm giùm cho em mấy con. Đó. Đó, thấy chưa?
Trúng mất tiêu nữa rồi. Cái câu con nó đã làm gì cái? Để câu con nó đã làm gì? Ôi. Nó đi qua tiếp. Con khỉ đi qua cầu dây. Té không? Không té hay thì không té ha. Không té đi nơi. Thương không? Trên cao, đây có chỗ nước nó chảy, bên kia nó chảy xuống đây ha. Đây rừng nè. Đó. Trên kia thôi, mình đi vòng vòng trên cao xong mình vòng vòng xuống dưới thấp. Đó. Này nước nó chảy. Chảy từ bên đó nó chảy qua đây. Trời ơi, cái con kia nó bị kéo xuống nước một cái đùng luôn con khỉ. Dài dài. Đó, nước chảy qua đó người ta xây cái đó để cho nó chơi. Mát quá trời trong đây rừng. Nào mặt chí. Được chưa? Coi đã, mình đi ra, mình đi Sato, đi lâu đài, đi coi lâu đài ha. Rồi ok. Đi. Bye cô chú ấy. Bye cô chú ấy. À, con đi Sato nha, giỏi. À nãy giờ chơi đã không? Đã mọi người. Dạ mọi người đã rồi hả? Rồi ăn đi. Đó, bây giờ đi nước khỉ xong giờ ra chỗ này mua đồ ăn. Ăn nhẹ buổi chiều. Anh ba đang ăn cái này. Ê, con ăn đó hả? Ừ. Rồi đó, mua thêm cái bánh mì với xúc xích nữa. Mẹ thì uống cà phê đó. Ai muốn ăn gì ăn. Rồi, Ina thì ăn bánh kẹp, bánh khép. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích thì hãy cho xin một like, share và một đăng ký kênh. Bye bye, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Tôi cảm ơn.